Đúng là bánh căng tin trường mình có khác. Bao công chèn lấn, bây giờ cũng đã đến lúc. Mặt mày bị làm sao đấy? Đừng nói là do tao nha. Mày nên biết mày vừa gây ra tội lớn. Đứng lại đó cho tao. Mày có biết tao phải xếp hàng bao nhiêu lâu mới mua được cái bánh này không hả? Tôi chết tâm. Tao không xử mày, đời không nể. Hôm nay nó ăn phải cái gì mà nóng thế? Mệt quá. Mệt rồi à? Ông tới số rồi. Thôi toàn rồi. Ai kia? Con tim yếu đuối của mình đang gọi tên ai đó rồi. Thần tình yêu vạn tuế. Sao lại có thể sinh ra một người con gái vừa nhìn đã biết dành cho con rồi? Cái thằng này trúng gió à? Tự nhiên ngớ ngẩn vậy. I love you. Đúng là đồ hâm. Tôi mới tìm được một quán ăn ngon lắm. Tí tan học về tụi mình đi nha. Ok. Đúng là người đẹp, đến nói chuyện cũng đẹp. Ê, tí về đi nét không? Này, ông bị điếc à? Này, ông có nghe thấy tôi nói cái gì không hả? Này, cái thằng này. À, đâu? Sao tự nhiên lại đánh tôi? Tôi hỏi ông nãy giờ không trả lời. Làm gì những người bất hồn vậy? Tôi á, tôi biết yêu rồi đấy. Yêu quá, tôi đã gặp được tình yêu đích thực của đời tôi. Nặng quá. Cơ hội đây rồi. Cậu, để mình giúp cậu cho. Ui, thấy gái là lên cơn sĩ diện. Cậu cứ tin ở mình. Vậy tớ cảm ơn nhé. Ui dồi, sao nó nặng đến mức này cơ chứ? Nhìn cậu ấy bê đi nhẹ nhàng thế cơ mà. Cậu đi theo mình. Cậu vẫn ổn chứ? Ờ, tớ ổn mà. Đi thôi. Cố lên nào. Chết cha rồi. Đã yếu là còn thích ra gió. Biết thế mình tự bê còn hơn. Ok, Hiên, tớ làm được mà. Nổi giận rồi. Chỉ là tai nạn thôi mà. Là tai nạn thật à? Ông khỏi phải đá đểu. Thua keo này tôi bài keo khác. Không biết đã đến chưa. À, đây rồi. Ra đi nhanh lên. Keo khác của ông là bắt tôi làm cướp đấy à? Ông giúp tôi đi, số tiền này coi như là để cảm tạ. Trời lớn ghê nha. Khoan đã, vào việc trước đã. Ok, lên luôn. Đứng lại. Ta là cướp đây. Muốn sống thì hãy đưa hết tiền cho ta. Cướp á? Cướp gì mà nhìn phèn thế này? Mày không thấy tao đáng sợ à? Cậu tránh ra, không được động đến cậu ấy. Có tớ ở đây cậu đừng sợ. Hôm nay số của mày đen vì gặp phải tao rồi đấy. Sẵn sàng chưa? Cậu ấy đang muốn mang cái gì vậy? Thôi, cậu ra sau đi. Chết cha, sao lại đổi người? Muốn cướp sao? Cũng được thôi. Dù gì thì mình cũng đang muốn vận động một chút. Tuấn ơi, cố gắng sống sót nhé. Ngươi đến đúng lúc lắm. Ôi trời ơi. Hiên, cẩn thận đó. Tưởng bà đây dễ bị bắt nạt à? Này thì cướp này. Không. Ui mẹ ơi. Ui da, đau quá. Muốn sống thì phải dùng thôi. Cậu có sao không? Tớ xin lỗi, tớ không kịp dừng lại. Tớ không sao. Cậu về nhà tớ, tớ bôi thuốc cho. Không ngờ nhìn cậu ấy vậy mà đấm chết voi. Tí thì tiêu rồi. Cố gắng chịu đau chút nhé. Bị ăn đòn mà được như thế này cũng đáng ấy chứ. Ui, ngại quá. Tại sáng giờ tớ chưa ăn gì. Vậy cậu ngồi đây, để tớ vào lấy bánh cho cậu. Ai gọi vậy nhỉ? Tuấn à? Ừ, tao đây. Kế hoạch của tao với mày thành công ngoài mong đợi luôn. Mùi gì vậy nhỉ? Hiền. Cậu vừa nói kế hoạch gì cơ? Cậu dám lừa mình à? Cầm lấy ba lô của cậu rồi đi đi. Hiền, nghe tớ giải thích đã. Hiền, thật sự tớ không muốn lừa cậu đâu mà. Hãy nghe tớ nói đã. Quả này thì xong thật rồi. Tiếng gì vậy nhỉ? Trong nhà Hiền có chuyện gì sao? Không, không, đừng mà. Hiền ơi, có chuyện gì thế? À, đúng rồi. Ôi mẹ ơi, lại các cụ phù hộ cho con không ngã. Mà có ngã thì xin các cụ gánh giùm con với.
Hiên, Hiên, sao cậu lại bị trói thế này? Để tớ gỡ trói cho cậu. Chúng giấu tiền ở đâu vậy? À, có đồng bọn à. Thôi chết rồi. Tưởng ta sợ người chắc. Yeah! Tú lấy hết can đảm và sức bình sinh từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lao vào đánh nhau với tên trộm để bảo vệ Hiên. Cái đống dây dở này, dám đánh bạn ta à? Này thì trộm này. Xong rồi, giờ thì mày đã hối hận chưa? Dám đột nhập vào nhà bà à? Cậu có sao không? Hiền, cậu nghe tớ nói đã. Tớ nói dối cậu thật ra là vì tớ rất thích cậu. Tớ chỉ muốn thể hiện trước mặt cậu rằng tớ rất phù hợp với cậu. Cậu tha thứ cho tớ nhé. Tớ hiểu rồi, tớ đồng ý. Yeah, mình đã được tha thứ rồi. Vậy là Tú đã nhận được một cơ hội từ Hiền. Còn về số phận tên trộm, các bạn cũng đoán được rồi đấy. Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Tuy nhiên, đối với gia đình ông Tú bà Trinh thì anh em Tuấn Hạnh là cả một sự đau đầu. Chết đi. Ui giời, quả đơn giản. Phản kích nè. Không đấu lại được rồi, dùn thôi. Muốn chạy à? Này thì chạy này. Đừng ném nữa, em không chơi nữa. Đã bảo đừng ném nữa rồi mà. Sao nhà cửa như vừa trải qua động đất vậy? Cái gì kia? Là trứng sống sao? Sao trứng lại vỡ tùm lum khắp nhà vậy nè? Trên cửa, trên kính cũng có là sao? Tuấn, hả? Đứng úp mặt vào đấy cho mẹ. Sao hôm nay nhà cửa có mùi tanh thế này? Tanh là vì chúng nó lấy trứng sống ra ném nhau đấy. Nghịch mà học tốt còn chẳng ăn ai. Đây vừa nghịch vừa học dốt. Sao bố lại nói nhiều thế nhỉ? Lại là chuyện học hành. Còn đứa cái, càng ngày càng không ra thể thống gì. Úp mặt vào tường, chừng nào bố cho dừng mới được dừng. 3 tiếng sau. Bố bắt đứng lâu mỏi chân quá. Đầu hết cả người. Bố mẹ thật quá đáng, suốt ngày mắng với phạt thôi. Suốt ngày cái cậu con nhà người ta. Bố mẹ mình cũng đâu bằng bố mẹ người ta chứ. Hai đứa ơi. Hai đứa nó đang nói gì vậy? Bố mẹ nhà người ta hơn gấp vạn lần bố mẹ mình. Qua, wow, sao băng kìa. Có bố mẹ đúng là phiền phức. Ước gì bố mẹ chưa từng tồn tại. Đúng rồi đấy, không có bố mẹ cuộc sống của mình thoải mái tự do hơn nhiều. Giỏi lắm. Anh đã đến lúc phải dạy chúng nó cách trưởng thành rồi. Hãy để ước mơ của chúng nó thành hiện thực. Nhân dịp này vợ chồng mình cũng đi hâm nóng tình cảm tí. Anh nói có lý. Nhẹ nhàng thôi em nhé. May quá, cả hai đứa vẫn còn đang ngủ say. Mấy giờ rồi nhỉ? Ui giời, thôi chết, cũng giờ rồi. Dậy, dậy anh ơi, cũng giờ rồi. Mau đánh răng rửa mặt đi, cũng giờ học rồi. Mày tránh ra. Anh tránh ra thì có. Anh có biết nhường em không đấy hả? Anh em gì tầm này. Ui trời ơi, đi nhanh lên. Lên đồ. Đi thôi. Anh Tuấn, tăng tốc nào. Mày cứ ngồi yên đấy, đã có anh mày lo. Một tiếng sau. Mệt quá đi mất. Hôm nay là chủ nhật mà anh làm em tổn thọ quá đây. Bình thường toàn bố mẹ gọi đi học, có để ý thứ mấy đâu. Mà bố mẹ đâu rồi nhỉ? Đúng nhỉ. Bố mẹ ơi. Bố mẹ có trên đấy không? Anh Tuấn có bố mẹ trong đó không? Không thấy. Em lên trên kia cũng không thấy bố mẹ đâu cả. Hay là ước mơ của anh em mình đã thành hiện thực rồi sao? Yeah, tự do rồi. Từ giờ không còn ai mắng phạt mình nữa rồi. Alo, tí đến nhà tao nhậu nha. Bố mẹ tao hôm nay đi bắn rồi. Wow. Trời lớn rồi nha. Chúng mày, hôm nay quẩy bánh nóc đi.
tao không còn sức nữa đâu. Về đây. Ấy, bọn tao chơi như đã mà. Thôi, bọn tao đuối rồi. Này, này, đúng là cái bọn mồm to nên gáy cũng to. Thôi chết, bọn mình bày bừa tới mức này sao? Thôi kệ, đi ngủ đã, tính sao? Đi đi nào. Đói thế nhỉ? Tủ lạnh trống trơn, chả có cái gì. Anh Tuấn ơi, em đói. Nhưng mà anh cũng hết tiền rồi. Ê, à, đúng rồi. Có rồi đây, tiền tiết kiệm của em. May mà em vẫn còn tiền tích góp đấy. Mà mày kêu tích góp 5.000 là mua được cái bánh mì rồi còn gì. Đưa tao một nửa. Đợi quá đi mất. Nhưng mà chẳng thấm tháp vào đâu. Mình vẫn đói. À, có cách rồi. Cách gì cơ? Cách để kiếm được tiền chứ còn gì nữa. Anh chị ơi, vào mua đồ chơi giá rẻ đi nào. Tiền rẻ nhưng mà chất lượng không hề rẻ. Chị xem đi, toàn là đồ giá mắc tiền trong cửa hàng mới có đấy. Tôi không thích cái này. Ê, chị xem lọ hoa này đi. Cái này 50.000 mắc quá. 20.000 thì tôi lấy. 20.000 cũng được ạ. Em cảm ơn. Vào xem đồ chơi đi anh ơi. Của anh đây. Vì bán giá quá rẻ như kiểu vừa bán vừa cho, nên chỉ trong thoáng chốc mà anh em Tuấn đã bán hết sạch đống đồ mang ra. Mệt thật đấy. Hai anh em mãi nói chuyện với nhau mà không hay biết rằng đằng sau lưng đang thấp thoáng xuất hiện bóng dáng của hai tên trộm. Lên thôi. Anh ơi, anh em mình đi ăn gì đi. Hả? Cướp. Đưa tiền đây. Đứng lại đó. Cảm ơn vì số tiền nha. Anh ơi, mình mất hết sạch tiền rồi. Thôi, đừng khóc nữa. Cố gắng vậy. Bố mẹ mua món hai đứa thích nhất đây. Ăn cẩn thận kẻo nghẹn đấy. Ngon quá ạ. À. Mình cũng muốn ăn. Anh ơi, em nhớ bố mẹ quá. Ngoan, đừng khóc. Để anh tìm cách đưa bố mẹ về. Anh hứa đây nha. Phải mang bố mẹ về cho em đấy. Ừ, anh hứa. Đi về thôi. Chán quá. Em không biết đâu. Bố mẹ của em đâu. Bố mẹ ơi. Làm sao bây giờ? Ơ, à, bố mẹ về. Dậy đi, bố mẹ về kìa. Bố, mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con không muốn bố mẹ biến mất nữa đâu. Bố, mẹ, con xin lỗi. Từ nay con hứa sẽ thay đổi. Các con nhận ra lỗi sai của mình là được rồi. Mùi gì vậy nhỉ? Cái đống kia là gì thế? Có khác nào bãi rác trong nhà không chứ? Thôi chết, quên dọn rồi. Lời xin lỗi bắt đầu từ ngày mai đi. Còn bây giờ giải quyết trong hôm nay. Hai đứa đứng lại mau.